Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV Phong trào chống tham nhũng và phong trào đốt lò tiếp tục được đẩy mạnh Và vừa có một cựu giám đốc của công an Hải Phòng Là thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã chính thức bị bắt giam Thì đây là một cái bản tin mà được chú ý rất là nhiều Thì theo thông tin cho biết rằng là tối ngày 18 tháng 2 thì công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an hải phòng và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông thiếu tướng đỗ hữu ca cái người nguyên là giám đốc công an thành phố hải phòng và đã tiến hành khám xét luôn nhà riêng cũng như cái nơi ở của ông thiếu tướng đỗ hữu ca ở tại cái phường gọi là đằng lâm quận hải an của thành phố hải phòng thì ông Đỗ Hữu Ca là một cái người rất là nổi tiếng cả Việt Nam thì đều chú ý đến ông Đỗ Hữu Ca qua cái sự kiện gọi là tiên lãm trong cái vụ kiện trong cái vụ việc gọi là cưỡng chế đối với ông Đoàn Văn Vương và sau đó thì xảy ra cái vụ việc mà tạo ra cái sự tranh luận rất là dữ dội và có một cái sự đụng độ ông Đoàn Văn Vương khi đó thì đã sử dụng các đạn hoa cải để mà bắn vào các cái lực lượng gọi là cưỡng chế và cái lực lượng cưỡng chế đó thì do ông Đỗ Hữu Ca lúc đó là còn đại tá là giám đốc công an Hải Phòng và chỉ huy cho cái trận đánh đó và cái trận đánh đó nó được ông Đỗ Hữu Ca tường thực lại và trả lời với báo chí với những cái nhận định đó là cái trận đánh đẹp đó là cái trận đánh được đáng ghi vào trong sử sách cho nên đã tạo ra một sự tranh cãi bởi vì người ta nói rằng trong cái cuộc mà uh, gọi là cưỡng chế như vậy trong cái cuộc áp sát vào cái gia đình của ông Đoàn Văn Vương gọi là các đối tượng cần phải được um, tiếp cận thì cái cách mà bố trí cách cái cách mà sử dụng các cái lực lượng để mà nhắm vào cái người nông dân cái người mà người ta chưa có thông suốt về vấn đề pháp luật để rồi cuối cùng xảy ra một cái vụ việc mà sau này đó thì có quá nhiều các sự khen chê thì đó mới là cái vấn đề thì cụ thể chúng ta thấy rằng đó ông Đỗ Hữu Ca có cái phát ngôn vào ngày 8 tháng giêng năm 2012 thì cụ thể thì ông nói là cái vụ việc hôm ấy đó thì tuy không bắt được các đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng rồi phải nói rằng cái vụ việc hợp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cái cuộc diễn tập nào mà thành công bằng cái cuộc diễn tập lần này. Một là anh em cơ động dùng thuyền để mà tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án. Rồi đã phải dùng các cái thuyền nan để mà chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu để mà đánh. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao, rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay Có thể viết thành sách à, Tôi nói với các đồng chí thường trực Rằng đây không phải là kế hoạch tập trận Nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm Cái này nó rất là hay Có cái sự kết hợp giữa địa phương Giữa công an Giữa quân đội Giữa biên phòng Rất là đẹp Đâm ra không có gì là phải phàn nàn Về chuyện ấy cả Thì chính cái lần trả bờ lời này Mà nhiều cái sự nhận định Họ nói rằng Ủa tại đa, đa sao đối với một nông dân một cái người mà tay lắm chân bùng một cái người làm ăn lam lũ ở tại một địa phương mà lại phải có một cái kế hoạch mà kế hoạch gì đâu mà phối hợp nào là công an quân đội rồi còn biên phòng rồi giữa kết hợp của um, dân quân ở địa phương nữa rồi nào là trận đất đẹp một cái kế hoạch rất là hay nào là thuyền bè rồi nào là sử dụng các phương tiện tiếp cận đó làm sao chỉ có một cái nông dân thôi mà cuối cùng thì lại coi như là một cái chiến lược mà đánh trận thì người ta đánh giá rất là nhiều về cái khả năng của ông Đoàn Văn Vương nhất là những cái tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại lúc đó qua cái sự kiện này người ta đem ra để mà người ta chế diễu rất là nhiều người ta đánh giá cái năng lực và cho rằng cái việc cưỡng chế như vậy những người trong nước đó những người các ta bán bộ lão thành thì cũng cho rằng đó không phải là cái cách hay cái cách lẽ ra thiết phục cách làm giáo dục làm sao cho người ta thông hiểu khi mà ông Đoàn Văn Vương mà đi ra viên tòa người ta mới thấy được rằng cái người đó cũng người làm rất là đáng thương chính vì vậy mà cái bản án dành cho Đoàn Văn Vương nó mới dừng ở cái mức độ thay vì bắn người đó thì rất có thể là phải bị rất là nhiều năm tù nhưng mà bản án chỉ dừng lại thôi thì ông Đỗ Hữu Ca một cái tướng lĩnh mà sau này đó được phong lên làm làm thiếu tướng thì cũng có nhiều cái sự mà gọi là là bị chỉ trích rất là nhiều trong đó thì mạng xã hội cách đây không lâu cũng nói về ông đoàn hữu ca và nói ông đoàn hữu ca và gia đình có một cái dự án hay đúng hơn làm xây dựng nhà lấn sông và có một cái bài báo ở trên cái tạp chí luật sư của Việt Nam đã đăng về cái bản tin này và viết một cái bài liên quan đến vấn đề của ông tướng Đỗ Hữu Ca thì cái bài viết đó đã bị um, cơ quan chức năng xác định rằng là thiếu những thông tin hay là nói không có đúng sự thật. Và chính rằng cái tạp chí của uh, luật sư Việt Nam đã phải bị đình bản, đã bị xử lý hình chính và kèm với cái số tiền phạt 50 triệu đồng. Tức nghĩa rằng uh, dù là cho rằng cái um, bản tin đó nó không có đúng, không nhắm vào gia đình ông Đỗ Hữu Ca về một cái biệt phủ, một cái dự án hay là một cái um, nơi ở mà một cái tài sản đi thì uh, cho rằng nó thiếu chính xác hay là không đúng sự thật nhưng mà dù gì tới nữa thì dư luận người ta cũng bàn tán xôn xao và ngay cả một cái tạp chí luật sư của Việt Nam họ đã viết những cái bài như vậy thì bây giờ uh, liên quan đến cái vụ việc mà bắt giữ ông ngâm Đỗ Hữu Ca đó thì cái lý do vì gì gọi là bắt ông Đỗ Hữu Ca thì đây là cái điều mà nhiều người chú ý. Bởi vì một cái tướng công an như vậy, một cái người mà đã từng làm giám đốc công an ở một cái thành phố rất là lớn. Ông Đỗ Hữu Ca thì đã về hưu vào năm 19, 2019, tức là cách đây khoảng chừng cũng 3 năm mấy rồi. Và vừa qua đó thì chiều ngày 19 tháng 2 năm 2022 thì trao đổi với um, cơ quan báo chí thì ông Trung tướng Tô Ân Sô, là người phát ngôn của Bộ Công an của Việt Nam thì cho biết rằng việc tạm giữ hình sự dùng cái từ là tạm giữ hình sự có lẽ là chưa có khởi tố hay là chưa có cái lệnh bắt giam chăng đây là chúng ta cũng chưa có hiểu được thì thật ra cái giữ cái việc mà tạm giữ đó thì cơ quan công an người ta có cái quyền tạm giữ mặc dù làm chưa khởi tố hay làm ngay cả quá trình mà mà chưa ra các quyết định đó thì tao vẫn có thể là giữ tạm giữ rồi là 3 ngày rồi có thể gia hạn rồi mà nhiều gia hạn nhiều lần có thể là lên tới à 9 ngày 12 người Thì theo ông Tôn Sô thì nói rằng là việc tạm giữ có cái sự phối hợp giữa Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hội Hải Phòng. Rất là nhiều các cái tờ báo thì nói rằng đã bắt giam hay là đã bắt khẩn cấp hoặc là nói là khám xét khẩn cấp nhà ở của ông Đỗ Hữu Ca thiếu tướng Đỗ Hữu Ca thì thì cái việc mà ông Tôn Sô thì nói rằng có cái sự phối hợp giữa bộ Công an Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hải Phòng và việc tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca đó được thực hiện khi cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng một cái vụ án vụ án hình sự đó là cái vụ án trốn thuế vụ án mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra ở Hải Phòng cũng như là xảy ra ở Quảng Ninh thì à, Trung tướng Tô Xô Sô thì thông tin rằng là cơ quan an ninh điều tra của công an Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca để xác minh làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án nêu trên thì cái việc tạm giữ ông Ca thì đã được thực hiện vào ngày 18 tháng 2 năm 2023. thì ông Đỗ Ca thì chúng ta đã biết rồi ông ta sinh năm 1958 tức là bây giờ đã 65 tuổi. quê quán của ông Ca là ở xã Gên Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. thì ông ta đã từng giữ các cái chức vụ là giám đốc công an à thành phố Hải Phòng, rồi nghỉ hưu vào hồi tháng 7. Um, coi như là hồi um, năm 2019 Và từ um, Coi như là um, Đến uh, đầu Ngày um, Từ năm 2019 thì um, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định Gọi là nghỉ hưu Thì đó Thì cái hình ảnh mà Gọi là khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca Thì ngày hôm nay báo chí đăng rất là nhiều Thí dụ ở đây khám xét khám nhà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nguyên giám đốc công an Hải Phòng rồi công an Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ ha đây là vụ việc được cho rằng công an Quảng Ninh là tiến hành và công an Quảng Ninh tiến hành cái vụ việc này là bởi vì người ta điều tra một cái vụ án những cái vụ án hình sự ở tỉnh Quảng Ninh là chủ yếu và cái vụ gọi là trốn thuế cái vụ mua bán quá đơn cái vụ mà làm giả các cái giấy tờ đó, để mà hợp thức hóa đây là cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế thì một cái tội phạm mà trốn thuế như vậy thì chúng ta chưa biết được cái vai trò của ông Đỗ Hữu Ca như thế nào trong đây mà nó chất bao che hay là giúp sức hay là có trục lợi gì trong cái vấn đề đó có phải là một đồng phạm hay không hay là một cái trùng cuối và cái việc mà khởi tố cái vụ án như thế này và mở rộng cái vụ án như thế này và người ta bắt luôn ông tướng Đỗ Hữu Ca ngay cả tạm giữ hình sự hay là khám xét nhà riêng gì như vậy thì rõ ràng là phải có các cái chứng cứ rồi ít nhất là các cái lời khai thì theo nhiều báo tường thực rằng là đến cái hình ảnh trước cái nhà của ông Đỗ Hữu Ca đó thì thấy rằng cơ quan chức năng mang ra những cái thùng tài liệu rất có thể là những cái chứng cứ chăng và qua cái vụ việc này nữa thì chúng ta chờ đợi trong vài ngày nữa thì cái việc mà có khởi tố hay không và khởi tố là khởi tố với cái tội danh gì đó mới là cái vấn đề. Thì um, nói đến cái công an tỉnh Quảng Ninh thì người ta nhắc đến cái người mà hiện giờ là giám đốc của công an tỉnh Quảng Ninh, đó là ông Đinh Văn nơi. Thì cái việc mà ông Đinh Văn nơi về nơi đây có phải là một cái vấn đề liên quan để mà mở rộng cái vụ án này hay không? và khi mà mở rộng mở ra cái vụ án như thế này đó thì chúng ta mới thấy được rằng là ông Đinh Văn Nơi trước đây khi mà làm ở trong coi như là An Giang đó thì rất là quyết liệt ông ta nói rằng là những cái sự sai phạm là nhất ở trong cái lĩnh vực kinh tế lĩnh vực buôn lậu vẫn vực mà hàng gian hàng giả và tất cả các cái tội phạm nào mà có cái đường dây nhất là có sự đỡ đầu mà càng quen thân càng quen lớn và có đường dây mơ để má thì ông ta sẽ là sẵn sàng để mà lao vào và sẵn sàng khởi tố bắt ngay những cái người đó trước và làm còn nhanh hơn những cái người khác nữa thì đó là cái điều mà cho thấy là một sự rất là quyết tâm không có cái sự cả nể không có một sự mà dung túng hay không có một sự bao che và càng các cái vụ án như thế này đó khi mà thấy rằng có đúng là tội phạm rồi thì một cái người mà quan tướng như thế này mà lại là trở thành một cái tội phạm trở thành một cái kẻ xấu xa trở thành một cái người vi phạm pháp luật thì những cái vấn đề mà liên quan đến trốn thuế hay là liên quan đến buôn bán hóa đơn chẳng qua là cái gì chẳng qua cũng vì tiền cũng vì các cái lợi nhuận thôi và qua cái vụ việc này có nhiều cái sự đòi hỏi đó là có cần phải làm rõ lại những cái biệt phủ những cái tài sản hay là cần phải xác minh lại các cái nguồn thu nhập của phía bên ông đỗ huka hay không bởi vì có những cái đồn thổi trên mạng xã hội có ngay cả các cái bài viết như một cái tờ báo được cấp phép ở trong việt nam là một cái tạp chí luật sư khi mà nói về một cái biệt phủ lấn sông thì họ cũng đặt các vấn đề và dĩ nhiên là cũng có những cái cơ sở nào đó người ta mới viết nên nhưng mà bị cơ quan chức năng xác định rằng thiếu các cái cơ sở chứng cứ là không có thuyết phục hoặc là gọi là biết sai sự thật cho nên đã bị xử phạt tuy nhiên thì đã đến lúc nếu như mà một cái người đến bây giờ đó thì dù là chưa có một cái bản án chưa có một cái quyết định truy tố cũng không thể nói ông đỗ hữu ca là một tội phạm tuy nhiên với những cái động thái của bộ công an của công an tỉnh quảng ninh cũng như phối hợp với công an của thành phố hải phòng thì người ta làm đến thời điểm này thì quả thật là một cái vấn đề rồi. Và những người mà gọi là ở hải ngoại đó, những người mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là gọi là dân chủ cụi đó thì qua cái thông tin này thì họ cảm thấy là à, rất là vui hay là họ cảm thấy là rất là vui mừng. Thí dụ như ở trên mạng xã hội thì đến bây giờ có những cái sự chia sẻ nhiều cái trang Facebook nè. Thí dụ đây một cái người mang tên là Lê Hoàng nói là Ông Đoàn Văn Vương nên làm cổ thật to ăn mừng vì tin vui, đổ hũ ca đã vào kho, thật là ưng cái bụng quá. Đây là những cái sự chia sẻ thí dụ như vậy và chúng ta thấy có khá nhiều những cái sự khâm những cái comment ở bên dưới nữa và người ta cũng cảm thấy rất là hài lòng và nhiều người cũng nói vui rằng đó là càng thấy các cái tướng tá các cái quan chức càng cao chừng nào mà bị vướng vào các vòng lao lý về những cái tội tham nhũng cái tội kinh tế các cái vấn đề mà và sai phạm đó thì uh, người ta rất là tin tưởng vào cái phong trào chống tham nhũng và cứ um, cứ lại càng có nhiều quan chức to mà đi vào thì người ta lại càng tin tưởng hơn và người ta càng tôn trọng hơn và ta nghĩ rằng cần phải làm như vậy nữa chứ không thể để những cái kẻ mà nó ăn trên ngồi trước đi dạy dỗ thiên hạ nói về vấn đề đạo lý nói về vấn đề mà đạo đức nhưng mà họ thì không có ra gì. Cuối cùng thì lòi ra cũng chỉ là một cái tên quan tham, một cái tên vô lại để mà cho người ta cười chê, phỉ nhổ. Thì tất cả những cái điều đó là những điều không thể chấp nhận được. Dĩ nhiên rằng chúng ta không có quơ đũa cả nắm hay là chúng ta dùng một cái cái việc sai lầm nào đó bị phát hiện của một cái cá nhân mặc dù họ phấn đấu cả đời. Có khi là cả đời họ tốt nhưng mà một cái vấn đề họ sai thì không thể phủ nhận hết tất cả các thành tích của họ tuy nhiên thì người ta nói hiện tượng dầu gì nữa nó cũng phản ánh một phần các bản chất mặc dù hình thức thì có khi nó cũng xuyên tạc cái nội dung nhưng mà chúng ta không thể nói rằng một lần bắt được là nhiều lần không hay là ít nhất là mình đã không giữ được cái không giữ được mình cho nên mình mới bị sa ngã mình mới dướng vào cái sự tham hay là cái sự tham đó nó đã nằm trong các cái máu thịt rồi và nó trở thành cái bản chất rồi chẳng qua là chưa bị phát hiện thôi chẳng qua là vì cả nể hay là vì mình quá khéo léo cho nên người ta không có không có là coi như phát hiện được và những người mà họ đạo đức họ càng lúc họ càng lên mặt đạo đức chừng nào là bởi vì họ chưa bị phát hiện và những cái tội phạm mà không bị phát hiện thì nó lại càng đạo đức hơn là bởi vì mọi người nhìn vào thì thấy rằng người đó có đâu có tội phạm gì đâu, đâu có cái gì sai phạm, cho nên là họ cứ đi tiếp tục rao giảng. Cho nên chúng ta rất là cần những cái người mà trong các cái phong trào chống nhũng gọi là chống chống tham nhũng đó, như là cái phong trào đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng và những người nằm trong các cái bộ phận như là ban kiểm tra, ban thanh tra hay là các cái cơ quan mà mà chức năng và ngay cả những người như là ông Đinh Văn Nơi cái cách thức mà làm việc như vậy và cái tinh thần đột phá thì đó mới là cái cái vấn đề mà mà nhiều người rất là trông chờ và và qua cái bản tin này thì cũng chỉ biết đến như vậy thôi chưa có một cái việc mà ông Đinh ông coi như là ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố về cái tội gì người ta chưa nói rằng có quyết định khởi tố cũng chưa có quyết định gọi là bắt giam nhưng mà nhiều báo thì đăng là bắt nhiều đa báo đó thì đăng rằng là à, bắt khẩn cấp nữa rồi có những báo nói rằng là khám xét nhà thì khám xét nhà là hình như là có thật nhưng mà ông tôn sô thì nói rằng là tạm giữ tạm giữ là cái cách nói nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà tạm giữ thì có thể là tạm tha tạm giữ thì có thể là sau mấy ngày thì người ta có thể thả về nhưng mà nếu mà ra quyết định bắt đó thì thường nó kéo dài cả tháng một hai tháng hoặc là sau đó người ta gia hạn nữa và kèm với quy định khởi tố là ai cũng biết rằng nó dính với một vụ án và trong một cái vụ án mà ông tô nhân sô dẫn chứng đó, thì nó ít nhất là hai tội chứ không phải là một tội trong đó có tội là trốn thuế thêm một cái tội là buôn bán gọi là quả đơn nữa thì đó mới là cái điều mà rất là là nghiêm trọng bởi vì um, trong các án kinh tế cái tội tốn thuế là cái tội rất là đáng kinh bỉ nước nào cũng phải hết ở mỹ cũng phải trốn thuế là cái tội rất là xấu xa bởi vì um, công dân được cái quyền tự do kinh doanh tự do làm ăn nhưng mà phải có nghĩa vụ đóng thuế đóng thuế mà mình trốn thuế mà đã làm viên chức nhà nước một cái người giám đốc công an một cái người giữ um, gọi là trật tự trị an cho thiên hạ trong một cái thành phố cực kỳ lớn ở việt nam một thành phố cảng, một thành phố kinh tế, mà lại là một cái người đi bao che cho tội phạm, hay là còn tiếp tay với tội phạm trong vấn đề một buôn bán hóa đơn để mà trốn thuế nữa thì một điều rất là đáng bị bị xem thường, rất là đáng bị lên lên án. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Và vài ngày nữa hoặc là một vài tuần nữa thì chúng ta sẽ biết được rằng ông Đỗ Hữu Ca sẽ bị khởi tố trực tiếp vào cái tội gì. Và có um, bị ra các quyết định gì khác nữa hay không? Có bị các cái chế tạo khác nữa hay không? Và cái cách hình thức xử lý bên mặt đảng thì như thế nào? Có bị khai trừ đảng, có bị tước quyền hay là có bị um, xử lý nặng như thế nào hay không? Thì đó mới là các vấn đề. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ tạm dừng ở đây thôi. Và xin trả lời quý vị trong một chương trình tới Xin kính chào.